Hiện mình đang có mặt tại sân trường của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, một ngôi trường được mệnh danh là Học viện Hoàng gia. Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu xem các bạn sinh viên ở đây có đúng là sinh viên của Học viện Hoàng gia không nhé. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Nguyễn Thị Linh, mình đến từ lớp truyền thông 02 D19. Mình là Nhi. Mình tên là Quỳnh, hiện đang học ngoại trình kinh. Tên là Lê Hạc Duyên, sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Công nghiệp. Em tên là Vũ Thanh. Tên là Nguyễn Quốc Anh. Mình là Huy, học D19 trường Cao đẳng Công nghiệp. Nhưng mà sau một thời gian học ở trường thì mình yêu trường hơn. Nice. Về trường mình thì thấy trường cũng khá là đẹp, thầy cô khá là dễ tính và nhiệt huyết với công việc, nhưng mà mỗi tội là thế đấy. Thấy môi trường giáo dục của trường mình rất là tốt và mình khá là thích các hoạt động đầu tư ở đây. Thì đôi giày fake thì này em mua 1 triệu, quần second hand chắc là có 170 rồi, còn áo khoác là 600, áo trong Supreme fake thì cũng tầm khoảng 200. Ba lô ạ? Ba lô fake thì cũng có 200 rồi. Và kính ạ? Kính thì chắc là tầm 3 triệu ạ. Oh my god, wow. Đầu tiên là cái áo khoác của mình là 450, cái hoodie của mình là 350, quần mình mua 300, còn đôi giày fake là 300 nốt. Còn cái ba lô của mình là mình mua 350 đúng không? Áo mình mua ở Shopee 500. Quần tự thiết kế. Ôi đỉnh thế. Tất 70. Giày Ananas 500. Ba lô. Ba lô ra 2 triệu. Ôi. Máy quay 30 triệu. Chưa tính lens là cả 40 triệu. Thật luôn. Này là iPhone 7, lúc mình mua là tầm chắc là 10 triệu. Hoodie mình đang mặc có giá 180. Áo khoác ngoài thì mình mua đồ second hand được giảm giá là có khoảng 100 luôn. Quần này mình mua 200. Với đôi giày mình mua 300. Cũng đơn giản, nó cũng toàn đồ. Thế còn kính? Kính này là kính giả thôi, mình mua có 70.000. Vậy còn cái xe này thì sao? xe này 22 triệu mới mua. 22 triệu mới mua, thế còn cái mũ kia? À mũ này mũ chắc là đắt chứ, chiếc xét đồ 200 nghìn. Hôm nay thì em mặc một bộ khá bình thường. Áo em mua của Champion tầm 900. Còn quần thì em mua ở cũng ở chợ thôi, thì giá em cũng không nhớ chính xác lắm. Còn giày thì hôm nay em đi Jordan 1 mua đợt sale tầm 4 triệu. Còn ba lô thì em cũng mua từ cấp 3 rồi, nhưng mà hiện nay nó khá là limited. Giá retail em mua là 800, nhưng mà hiện nay nó đang lên đến tầm 1.6 triệu nếu bán lại. Thế còn kính? Kính thì đây, kính em mua ở Custom tầm 100 mấy thôi. Tóc mình làm lâu rồi chắc cũng mấy trăm thôi. Kính thì mình 2.5 triệu. Áo Behavis 600. Áo trong hãng thì không nhớ tên. Quần thì mình mua tặng mà chắc cũng tầm 300 thôi. Tất đi lâu rồi, không tính. Giày thì hàng Rep 900. Nhớ rõ tháng trước thì như là 7 triệu hay sao ấy. 7 triệu hay sao. Mình chi tiêu linh tinh trong vòng độ 1 triệu thôi. Mình chi tiêu cũng tiết kiệm thôi, cũng không nhiều. Khoảng tháng mình chưa 1 triệu, không 1 triệu thôi. Tùy vào tâm trạng. Khoảng bao nhiêu? Nghĩ chắc tầm khoảng 1-2 triệu. Em nghĩ đấy cũng là tùy mỗi người nhận định khác nhau. Mình tiết kiệm mà, mình sống tiết kiệm. Mình nghĩ thế là vừa không tiêu quá nhiều, chỉ chi tiêu những cái cần thiết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Hãy like và share để ủng hộ chúng mình ra nhiều video hơn nhé. Tạm biệt.